chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những ngày mưa rả rích đã chấm dứt hẳn trên khu vực Bắc Bộ. Từ hôm qua thì tiết trời khô ráo và cái nắng gắt đặc trưng của tháng 8 đã lại bừng chiếu trên khắp các tỉnh thành của miền Bắc. Và lúc này trên bầu trời thì những chùm nắng đã xuất hiện, báo hiệu một ngày rực rỡ nắng vàng. Nắng trải dài trên hầu hết các tỉnh phía đông và phía tây của dãy Hoàng Liên Sơn, khiến cho nhiệt độ trên toàn miền sẽ đồng loạt tăng lên nhanh ở mức xấp xỉ là 30 độ vào lúc gần trưa. Và đến khoảng sau 13 giờ chiều thì nhiều nơi sẽ vượt qua ngưỡng là 33 độ. Nắng chói chang như vậy là do vùng áp thấp ở phía Tây đang trên đà phát triển và mở rộng dần về phía Đông, nên ở một số nơi thuộc vùng đồng bằng và cả khu vực miền núi như là Bắc Mê, Tuyên Quang, Hàm Yên, Thái Nguyên, Việt Trì, Bảo Lạc bị cường độ chiếu nắng khá mạnh, do đó mà mức nhiệt còn có thể lên sấp xỉ hoặc trên 35 độ, cảm giác rất oi nóng. Tuy nhiên thì quý vị cần lưu ý là với nền nhiệt trong ngày khá cao như thế này, cộng thêm với độ ẩm trong không khí có xu hướng tăng lên, sẽ tạo điều kiện cho những đám mây đối lưu phát triển và có khả năng gây ra những cơn mưa dông nhiệt cục bộ vào khoảng chiều tối. Do đó quý vị cần chủ động mang theo những vật dụng che mưa khi lưu thông trên đường. Không chỉ riêng khu vực Bắc Bộ thời tiết tốt lên mà ở các tỉnh thành miền Trung, từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cho đến Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, trong đêm qua chỉ còn rải rác xuất hiện những cơn mưa mang tính chất địa phương và tập trung chính ở vùng ven biển. Đến sáng nay thì thời tiết khá tạnh ráo, nắng cũng bắt đầu bừng lên và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Khoảng từ 12 giờ trưa cho đến 14 giờ chiều, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Thậm chí một số nơi như là Hồi Xuân, Yên Định, Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tây Hiếu, Hương Sơn, Hương Khê và cả Tuyên Hóa, nhiệt độ có khả năng sẽ vượt qua ngưỡng là 35 độ, trời cũng khá là nóng bức. Trong khi đó, tại các tỉnh phía Nam, từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên, vẫn bị ảnh hưởng bởi giải hội tụ có trục vắt ngang qua khu vực Trung Trung Bộ. Mặc dù giải hội tụ này đang trên đà suy yếu, nhưng đó vẫn gây mưa cho khu vực này vào tầm chiều tối nay. Còn ban ngày trời cũng có nắng, tuy nhiên do cường độ nắng không mạnh nên nhiệt độ cao nhất ở hầu hết các nơi vẫn dưới mức là 34 độ. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nguyên nhân chính gây mưa cho khu vực này trong thời gian qua là do đới gió Tây Nam hoạt động mạnh, nay bắt đầu có dấu hiệu suy yếu dần, độ ẩm không khí trên toàn khu vực sẽ giảm đi và thời gian nắng trong ngày nhiều hơn, đồng nghĩa với nền nhiệt cũng tăng lên. Tại Nam Bộ thì nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Riêng một vài nơi thuộc các tỉnh miền Đông Nam Bộ như là Biên Hòa, Đồng Nai, Tây Ninh và cả thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ dao động trên dưới ngưỡng là 34 độ. Còn trên vùng cao Tây Nguyên thì tiết trời sẽ mát mẻ hơn khi mà nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Đến tầm chiều muộn thì khả năng đới gió Tây Nam sẽ lại hoạt động, khiến cho mây đối lưu phát triển và gây mưa rào và dông. Song mưa chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nên lượng cũng không đáng kể. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên khu vực Biển Đông. Ngày hôm nay thì giải hội tụ nhiệt đới vẫn gây ra mưa rào và dông trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía đông bắc của Biển Đông, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Còn tại quần đảo Trường Sa cũng có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6 biển động. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, ngày nắng nên nhiệt độ tương đối cao, các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày nắng nhiều hơn, mưa rông rải rác vào chiều tối và đêm. Đến đây bản tin thời tiết sáng ngày 29 tháng 8 của kênh VTC14 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả. Thank you.